Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Vào chiều ngày ấy, ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: Bình an cho anh em. Nói xong, người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: Bình an cho anh em. Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em. Nói xong, người thổi hơi vào các ông và bảo: Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ. Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống chỉ có thể được hiểu trong mối tương quan với lễ phục sinh và lễ thăng thiên. Chúa Giêsu đã chết để cứu độ con người. Ngài sống lại và rời bỏ thế trần để về cùng Chúa Cha. 10 ngày sau, Thiên Chúa Cha sai Thánh Thần của Chúa Con đến với loài người. Ngày lễ này khép lại mùa phục sinh kéo dài 50 ngày, do đó còn được gọi là lễ ngũ tuần và có thể được coi là lễ khai sinh cộng đoàn Kitô giáo, tức là giáo hội. Gió và lửa. Vào ngày thứ 50 sau lễ phục sinh, trong khi một đám đông tụ tập để dự lễ ngũ tuần, ngày lễ của người Do Thái kỷ niệm ngày Thiên Chúa ban 10 điều răn cho ông Mô-xê và cho dân Israel tại núi Sinai. Các tông đồ, mẹ Maria và một số người thân nghe thấy, từ trời bỗng phát ra một tiếng động như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà nơi họ đang tụ họp. Đây là dấu hiệu đầu tiên. Dấu hiệu thứ hai xảy ra ngay sau đó. Những hình giống như lưỡi lửa tàn ra, đậu xuống từng người một. Như vậy, lời hứa của Chúa Giêsu với các tông đồ khi Ngài còn ở với các ông đã hoàn thành. Thật vậy, các tông đồ sau khi nhận được sức mạnh của Thánh Thần liền tỏ ra rất can đảm, rời khỏi phòng tiệc ly nơi họ từng giam mình trong sợ hãi và ngay lập tức bắt đầu làm chứng cho sự sống lại của Chúa Kitô, làm cho mọi người biết đến lời dạy của Ngài và làm phép rửa cho những ai tin vào lời của Ngài. Như thế, vào lễ ngũ tuần, hội thánh được khai sinh không phải bởi ý muốn của con người, nhưng bởi quyền năng của Thánh Thần Thiên Chúa. Sau sự kiện này, những cộng đoàn Kitô giáo đầu tiên ra đời, rồi được tổ chức, phát triển và loan truyền. Hành động của Chúa Thánh Thần ngày nay vẫn giống như vào ngày lễ ngũ tuần, ghi khắc lời của Chúa Kitô, tức là tin mừng, trong tâm hồn của các Kitô hữu, để họ có thể sống lời ấy, để họ có thể khám phá ra sức mạnh của lời Chúa, khám phá ra khả năng của lời Chúa biến đổi đời sống của các Kitô hữu. Phần anh em đã không lãnh nhận thần khí khiến anh em trở thành nô lệ và phải sợ sệt như xưa, nhưng là thần khí làm cho anh em nên nghĩa tử. Nhờ đó chúng ta được kêu lên: Abba, Cha ơi. Một giáo hội năng động và truyền giáo. Từ khi Chúa Thánh Thần hiện xuống, giáo hội trở thành một giáo hội sống động, tích cực, truyền giáo nơi mỗi thành phần dân Chúa, tùy theo đặc sủng của mình, là hồng ân mà mỗi người đã lãnh nhận,
góp phần vào việc loan báo tin mừng. Mỗi người triển khai chiều kích tiên tri của cuộc đời đã được rửa tội của mình, dù tất cả đều được làm cho sinh động bởi cùng một thần khí, nhưng không phải tất cả đều hành động theo cùng một cung cách. Sự hiệp nhất không phải là sự đồng hóa, vì Thánh Thần khơi dậy trong lòng giáo hội nhiều tác mục, nhiều ơn gọi và nhiều đặc sủng khác nhau. Chúa Thánh Thần đang làm việc trên khắp thế giới. Ngài thổi nơi Ngài muốn, trong tâm hồn của những người nghèo, của những người nhỏ bé, mà Chúa Giê-xu đã chuyện trò một cách ưu tiên. Hơi thở của Chúa Thánh Thần sẽ luôn dẫn dắt giáo hội loan báo tin mừng cho muôn dân. Giáo hội về bản chất là truyền giáo. Giáo hội với quyền năng của Chúa Thánh Thần sai các thành viên của mình đem tin mừng duy nhất từ Thiên Chúa qua Chúa Kitô đến mọi quốc gia bằng mọi ngôn ngữ, giúp họ đón nhận tin mừng đó theo nền văn hóa riêng của mình, làm cho mỗi người tiếp nhận tin mừng đó bằng ngôn ngữ riêng trong môi trường sống của chính họ. Dẫn về những chiên lạc hương,
về chung sống trong đàn Thiên Chúa. Ngài ơi, xin Ngài cứu giúp chỉ lối những ai đi xa chưa về. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến uy an. Ngài ơi, lạy Ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường. Cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài. Cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu. Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu.